Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 15 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Công tập 595 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 782 Hàng thứ tư từ dưới điểm lên Thân người khó được Bắt đầu xem từ đây Mời quý vị ngồi xuống Thân người khó được Phần tựa trong kinh Phạm Giọng nói Một khi mất thân người Dạng kiếp khó gặp điều này rất khó thơ người không dễ đạt được nhưng rất dễ đánh mất khó được dễ mất trong kinh niết bàn lại nói thơ người khó được như hoa ưu đàm chúng ta nói đến đàm hoa cái gọi là qua đàm xuất hiện, thời gian qua đàm nợ rất ngắn. Đều nợ lúc nửa đêm, 12 giờ đêm. Thời gian qua nợ chỉ khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng sau là qua héo. Một tiếng sau là qua rụng. Nên không dễ đạt được Đặc biệt là ở vùng đất Trung Nguyên Chỉ nghe nói có hoa đàm nhưng chưa từng thấy Ở vùng nhiệt đời Nam Dương nhiều hơn Được thân người như đất trong móng tay Mất thân người như đất của đại địa Trong kinh Đức Phật nói như vậy ở tịnh xá kỳ viên có một lần trong công trình đức phật dẫn một số đệ tử đi xem công trình ngài tiện tay bốc một nắm đất sau đó ngài đem nắm đất này rải ra trên đất trong tay không còn nữa Chỉ còn lại một chút trong móng tay Chứ vị đệ tử thỉnh giáo Ngài Động tác này nói lên điều gì? Đức Phật nói Con người có được thân người Khi đánh mất thân người này Nếu có thể đạt được thân người lại giống như đất trong móng tay của ta vậy. Khi mất thân người, đời sau không thể được thân người, giống như đất ta rải trên mặt đất. Vậy bên nào nhiều không cần xứng. Chứng tỏ cơ hội được thân người rất khó. Được thơ người nhất định phải nắm chắc Trong thời gian ngắn ngủi đó Có cơ hội thoát ly luân hồi lục đạo Có cơ hội chứng được vô thượng bồ đề Thật sự phải dựa vào giận khí Giận khí không phải ngẫu nhiên Giận khí là thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật Pháp Chứng minh nhiều đời kiếp quá khứ ta từng cúng dường vô lượng như lai Trong kinh Đức Phật đã nói như vậy Đời này ta có thể gặp được Đương nhiên vẫn có chướng ngại chướng ngại này là tập khi bất thiện tích lũy từ nhiều kiếp tạo nên thông thường gọi là nghiệp chướng khi biết rồi phải sám trừ nghiệp chướng Bây giờ chúng ta biết có rất nhiều phương pháp sáng trừ nghiệp chướng. Thông thường người ta tụng kinh lạy Phật lễ sám. Đây là phương pháp sáng trừ nghiệp chướng của người bình thường. Người dùng phương pháp này rất nhiều người có trình độ cao hơn một chút nghiên cứu kinh giáo tu hành trị quán đoạn ác tu thiện đây là người thuộc bậc trung hàng căn tánh bậc thượng biết được công đức danh hiệu của phật a di đà không thể nghĩ bằng thiện trong các điều thiện không có gì thiện hơn điều này nhất tâm thọ trì mỗi danh hiệu diệt vô lượng tội nghiệp trong kinh nói nhất niệm tương ưng nhất niệm phật một niệm tương ứng này Việc tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp Người bình thường chúng ta nghe được Rất khó tin Rất khó tiếp thu đức phật nói có khoa trương có quá đáng chăng điều này chúng ta nhất định phải biết phật bồ tát thuyết pháp nhất định là chân thật không quá đáng chút nào không khoa trương chút nào Vấn đề là chúng ta không làm được. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này với người biết niệm, với hàng thượng thượng căn niệm một câu Phật hiệu, công đức không giống nhau. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này không thể tương ưng với chư Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì trong câu Phật hiệu này có sen tạ. Có hoài nghi Có gián đoạn Không hoài nghi, không gián đoạn, không sen tạp Là Bồ Tát Đại Thế Chi dạy chúng ta Đô nhiếp lục căng, tịnh niệm tương tục Phương pháp niệm này mới hữu hiệu Chúng ta ngày nay không nhiếp được lục căng Không nhiếp được lục căng đang tạo nghiệp Mắt thấy sắc Thầy tất cả người sự vật Lập tức liền khởi tốt xấu Tôi thích điều này tôi ghét điều kia Đây chính là tạo nghiệp Nó sẽ khởi tâm động niệm Sẽ phân biệt chập trước Tai nghe âm thanh lưỡi nếm dị Lục căng đối với cảnh giới lục trần Đều đang tạo nghiệp Tóm lại mà nói nghiệp này gọi là nghiệp luân hồi, ta đang tạo ra luân hồi lục đạo, thiện nhiều ác ít, cảm ứng giới ba đường lành, ác nhiều thiện ít, cảm ứng giới ba đường ác, tức là làm chuyện này. Dùng tâm này niệm phật chỉ có thể trồng thiện căn. không thể giống như trong kinh nói vì tội nghiệp nặng như vậy những gì phật nói không phải giả dội, mà do tâm chúng ta không thanh tịnh dùng tâm thanh tịnh bình đẳng niệm phật công đức này sẽ rất lớn như những gì đức phật nói Phật nan trực Trực là gặp được Không dễ gì gặp được Phật Trước thời Đức Thế Tùng Thời gian rất dài Thế giới này không có Phật Sau khi Đức Phật diệt độ vị Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật ở thế gian này phải năm mươi sáu ước bảy ngàn vạn năm sau trong thời gian dài như vậy không có Phật xuất thị pháp dẫn của Đức Thế Tôn nghĩa là pháp của ngài ảnh hưởng chỉ có mười hai ngàn năm mười hai năm so với năm mươi sáu ức năm quá ngắn ngủi có phật ra đời con người sẽ có cơ duyên được độ liễu sanh tử suốt tam giới không có phật ra đời sẽ không có cơ hội này Sanh đến nhân gian cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo Chúng ta tuy không sanh cùng thời với Đức Thế Tôn Nhưng sanh trong phạm vi pháp dẫn của Đức Thế Tôn Điều này không dễ Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm Chúng ta sanh vào lúc này là cuối cùng của ba ngàn năm Mở đầu của bốn ngàn năm Theo ghi chép của người xưa Năm nay là Đức Phật diệt độ Ba ngàn không trăm ba mươi tám năm Rất may mắn không dễ gì tuy phật không còn nhưng kênh điển còn từ trên kênh điện chúng ta biết về đức phật chúng ta hiểu về ngài Chúng ta tên rằng trí tuệ của Đức Phật Vô lượng vô biên Đức năng không thể nghĩ bài Phát tâm quy y Phát tâm học tập theo Đức Phật Mở kinh điển ra Đối diện với Đức Phật Chí thành đảnh lễ đại sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích lời của tổ sư ấn quang nghĩa là chúng ta gặp được phật đã được lợi ích như thế nào then chốt ở chỗ tâm chân thành cung kính đối với phật như thế nào là thật không phải giả trong số các bạn đồng học tôi được lợi ích nhiều hơn một chút nguyên nhân là gì không phải thông minh trí tuệ hơn người khác không phải phước đức lớn hơn người khác không phải vậy những điều này tôi không bằng người khác hơn người khác một chút chính là tâm cung kính nhiều hơn một chút quý vị có một hai phần tâm cung kính tôi có mười mấy hai mươi phần cung kính chỉ như vậy mà thôi đối với giáo huấn của thánh hiền thế gian xuất thế gian chỉ có tin thật thật muốn học quý vị mới có thể được lợi ích nếu như không phải tin thật học thật sẽ chẳng đạt được lợi ích gặp rồi cũng chỉ là con số không điều này trong kinh đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rất khó quả thật không phải là chuyện dễ bên dưới đưa ra phẩm thọ lượng trong kinh pháp hoa nói trong kinh có một đoạn như vậy tỳ kheo nên biết chư phật ra đời khó có thể gặp được cho nên vì thế những người đức mộng Đức mỏng không dày Đức hạnh không cao Quá là trải qua Vô lượng trăm ngàn vàng ức kiếp Phải trải qua thời gian dài như vậy Hoặc có thấy Phật hoặc không thấy Phật Vô lượng trăm ngàn dạng ức kiếp trong thời gian dài như vậy có thể gặp được phật hay không còn chưa biết được nên vì điều này ta mới nói rằng này các tỳ kheo như lai khó có thể gặp được đức phật không dễ gì xuất hiện ở thế gian những lời này đều là khuyên chúng ta Cần phải quý trọng nhân duyên Quả thật nhân duyên không nhiều Trong bài kệ Khai Kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Vì sao chúng ta gặp được Phật là rất may mắn là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay vậy mà ta đã gặp được gặp được phật nghĩa là gặp được cơ hội liễu sanh tử xuất luân hồi quý vị không gặp được là không có cơ hội này gặp được đời này rất có thể quý vị sẽ thành phật quý vị thật sự buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là quý vị thành công phật nói từng câu từng chữ đều là thật Nếu không chịu buông bỏ, nói không dễ nghe một chút gọi là hạ thấp bản thân mình. Sự gặp gỡ của một người trong đời, sự gặp gỡ đời đời kiếp kiếp không thể trách người khác. Tất cả đều là tự làm, tự chịu. Bên dưới đưa ra một ví dụ Đương thời lúc Đức Phật ở thành Dương Xá Tại nước Ấn Độ Trong kinh có ghi chép điều này Trong thành Chỉ có một phần ba người Thấy được Phật Đức Phật mỗi ngày ra đi khất thực lúc này sẽ thấy được phật một phần ba số người chỉ nghe danh phật chứ chưa thấy được phật biết được có một người như vậy có người nói với họ nhưng chưa thấy mặt ngoài ra còn có một phần ba số người không thấy không nghe đức phật ở thành dương xá thời gian rất dài giảng không ít kinh điển vậy mà vẫn có một phần ba số người không hề hay biết chờ thị gặp phật rất khó gặp phật không phải là chuyện dễ dàng ngày nay ở thế giới này tin tức truyền bá trong đại chúng phát triển nên không ít người biết quá phật chưa thấy phật có ai không biết chăng? Có Địa cầu này lớn như vậy Có rất nhiều người căn bản không biết Chúng ta có thể thấy được Biết được ấn tượng trong lòng những người này rất mơ hồ Đại đa số đều cho rằng Phật là mê tín là tôn giáo Xem chư Phật Bồ Tát giống như thần minh người như vậy trong thời đại này là đại đa số còn người thật sự nhận thức thấu triệt đã ít lại càng ít do đó mới biết bản thân chúng ta đối với nhân duyên này là đáng quý biết bao khó được biết bao có niềm tin có trí tuệ là khó trong các điều khó thật sự khó thật sự tin tưởng là quý vị có trí tuệ có trí tuệ mới có thể nhận thức mới có thể lý giải không có trí tuệ quý vị coi là mê tín là thần minh đó là không có trí tuệ tin trong nhà phật niềm tin đầu tiên là tin vào bản thân mình không phải tin vào người khác điều là rất khó tin chính mình là sao Bản thân vốn là Phật Nho giáo dạy học Cũng đặt vấn đề này lên hàng đầu Nho giáo thừa nhận Bạn tanh vốn thiện bản tánh vốn thiện là thánh nhân bởi vậy nho giáo nói người người đều có thể làm nghiêu thuấn hai ông vua nghiêu thuấn này Trong thời cổ đại Được tôn xưng là Đại Thánh Nhân Thời kỳ họ làm hoàng đế Xã hội này gọi là cách trị đại đồng Những gì được miêu tả Trong lễ vận đại đồng thiên của lệ ký Thời đại của nhiều Thuấn đều làm được Đại đồng không phải lý tưởng Ngày xưa đã từng xuất hiện Người người đều có thể làm nhiều Thuấn Cùng một ý nghĩa với câu tất cả chúng sanh vốn là phật mà trong phật pháp nói từ đó cho thì mục tiêu dạy học của ba nhà nho thích đạo là thánh hiện là phật bồ tát chứ không phải gì khác đây mới thật sự là siêu diệt Siêu diệt vĩnh hằng vượt thoát luộc đạo vượt thoát mười pháp giới Bởi thì trí tuệ vô cùng quan trọng Nền tảng của trí tuệ là gì? Chính là niềm tin người xưa nói đạo đức là quy luật của đại tự nhiên dẫn hành của đại tự nhiên được gọi là đạo tuy thuận đại tự nhiên gọi là đức trong lịch sử thời cổ đại đã ghi chép những điều này thời đại tam hoàng là lấy đạo trị thiên hà thời đại ngũ đế là lấy đức trị thiên hà nghiêu thuấn vũ dương là lấy đức trị thiên hà Đến Tam Hoàng Tam Hoàng là Tam Đại Hạ Thương Chu Hơn hai ngàn năm Nhà Hạ bốn trăm năm Nhà Thương sáu trăm năm Là một ngàn năm Nhà Chu tám trăm năm thời kỳ này là lấy nhân trị thiên hạ, kẻ nhân thương người, xuân thu chiến quốc xuất hiện loạn thị năm trăm năm, những bá chủ này nói nghĩa khí, nhân không còn chỉ dùng nghĩa Lấy nghĩa trị thiên hạ Đạo đức nhân nghĩa Trượt dọc Trượt xuống dưới Sau khi tầng hãng thông nhất Hãng dọ đi Áp dụng Kiến nghị của Đổng Trọng Thư Dùng học thuyết khổng mạnh giáo hóa nhân dân toàn quốc lấy lễ trị thiên hạ sau khi chế định chế độ này mãi đến thời mãn thanh hơn hai ngàn năm cũng từng có được nền trị an lâu dài thời nhà hán dưới sự trị vì của văn cảnh và trinh quán khai nguyên thời nhà đường khang hy càng long thời nhà thanh là thịnh thế từ nhà thanh mất nước đến nay một trăm năm này lễ không còn cổ nhân nói đạo đức nhân lễ nghĩa nếu lễ không còn Xã hội sẽ loạn Không sai chút nào Hiện nay xã hội động loạn Lễ không còn Lúc động loạn con người rất khổ Mỗi người đều quan tâm Làm sao có thể khiến xã hội khôi phục an định không còn động loạn chỉ có tìm các bậc tổ tâm phương pháp của họ rất có hiệu quả sáng tạo cây mới không sáng tạo được thánh nhân không có bản lĩnh sáng tạo cây mới khổng tử nói rất hay suốt đời ông là thuộc nhi bất tá tính nhi hiếu cổ thiên hạ có thể thái bình nhân dân có thể hạnh phúc Khoa học là sáng tạo cây mới. 300 năm sáng tạo cây mới đem đến cho xã hội ngày nay. Vẫn không ngừng sáng tạo cây mới. Các nhà khoa học từng nói, khoa học phát triển đến cực điểm thế giới sẽ bị hủy diệt. cư dân trên thế giới phải như thế nào khoa học kỹ thuật phát triển có thể ngồi phi thuyền di dân đến các tên cầu khác đây là khoa học kỹ thuật chúng ta nỗ lực tư duy lãnh hội. Những gì của tổ tông để lại đều rất hay. Rất có giá trị. Làm sao để khôi phục an định hòa bình? Khôi phục lễ trở lại. Lễ là gì? Quy củ đúng như câu không nương vào quy củ không thể thành tựu quy củ rất quan trọng người xưa có đạo người ta muốn hưng thịnh nhất định là gia quy nghiêm chỉnh Hiện nay nhà không còn Gọi là người mất nhà tan Có người sống trên thế gian này Đặc biệt là tuổi già Thật sự gọi là lẻ loi một mình Sống một cách rất đáng thương Hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm người ngày xưa hạnh phúc hơn chúng ta vì sao vậy vì họ có nhà bất luận là lơ lạc bên ngoài bao nhiêu năm sau cùng họ trở về quê hương người trong nhà nuôi họ anh là người nhà của tôi nhà quan trọng nhất nuôi người già dạy trẻ em bây giờ người già không ai nuôi trẻ con không ai dạy xã hội sao không loạn được nếu nhà bại hoại nhất định là do không giữ gia quy không giữ quy cũ thì nhà này sẽ bại hoại người trong xã hội đều không giữ quy củ xã hội này sẽ loạn đạo lý chính là như vậy cho nên nền tảng căn bản nhất giới hạn thấp nhất của đạo đức chính là niềm tin không có niềm tin nhân lễ nghĩa trí tính trong ngũ thường tính là nền tảng giống như đây là tầng thứ nhất trong năm tầng lầu vậy không có tầng thứ nhất thì ở trên hoàn toàn không có từ tính tâm nâng cao thêm một bậc trí tuệ hiện tiền có trí tuệ mới nói lý nói đạo lý đó gọi là nghĩa người nói đạo lý tâm địa mới nhân từ mới thật sự thương người đây là ngũ thường mà từ xưa các bậc tổ tông đã nói chúng ta thử suy nghĩ tường tận xem có tốt hay không xã hội này là xã hội nhân lễ nghĩa trí tính là tốt hay là bất nhân bất nghĩa vô lễ vô nghĩa hai bên không tin tưởng nhau là tốt xã hội ngày nay là như vậy là tương phản một trăm tám mươi độ với ngũ thường bất nhân là không có lòng thương người đều là tự tư tự lợi chỉ biết tự lợi không có lòng thương yêu đối với người nhà của mình đều không có lòng thương yêu không có lòng yêu thương cha mẹ Trẻ con lúc nhỏ Cũng có thể có chút lòng thương yêu Nhưng khi lớn lên lòng thương yêu đó không còn Hai bên đều không có lòng thương yêu Xã hội ngày nay cũng là thiên tài của ngày nay Thiên tai do đâu mà có do không có đạo đức nhân lễ nghĩa nên thiên tai xuất hiện người không giống người ngày nay nếu muốn khôi phục xã hội an định hòa bình nên bắt đầu từ đâu bắt đầu từ bản thân làm như thế nào chịu khổ đức phật dạy chúng ta rằng lấy khổ làm thầy lấy giới làm thầy hai câu này của phật có thể cứu thế giới hiện tại chúng ta chịu khổ được trì giới nghĩa là giữ quy củ chúng ta có thể giữ quy củ tổ thông vậy chúng ta về ngủ luôn ngủ thường tử duy bạc được thực hành nó một cách triệt để thực hành nó từ trong cuộc sống hàng ngày từ trong công việc từ trong xử sự đối nhân tiếp vật điều này rất khổ nếu mọi người không thực hành thì tôi thực hành nếu không chịu khổ được là không thể giữ quy củ giữ được phép tác nhất định có thể chịu khổ làm gương cho xã hội đại chúng vậy người thời đại này thân giáo là hiệu quả nhất bản thân ta chưa làm được cho dù nói hay đến đâu người ta cũng coi thường không tin đại sư trí giả thời nhà đường nói nói được không làm được là quốc sư gì? Bây giờ quốc sư như vậy cũng vô dụng. Không ai tin họ. Ngày xưa quốc sư có thể giúp đất nước trị thiên hạ, bây giờ quốc sư cũng vô dụng, không ai tin họ. Bây giờ con người muốn quốc bảo, quốc bảo là gì? nghĩa là bản thân phải làm được giống như đức thế tôn vậy là quốc bảo có thể chịu được cái khổ mà tất cả mọi người không chịu được có thể giữ được quy củ mà người khác không giữ được đây là quốc bảo biểu hiện cho mọi người thấy để mọi người giác ngộ khiến mọi người quay đầu ngày xưa quốc sư có thể giúp trị thiên hạ ngày nay không thể mọi hành vi của mình nhất định phải có phép tắc có thể làm gương cho tất cả đại chúng trong xã hội như vậy xã hội mới được cứu ai có thể làm những việc hy sinh cống hiến như vậy làm được những sự hy sinh cống hiến này là báo của đất nước sau đó những thứ ba nhà nho thích đạo nói như nhà phật nói đến từ bi nho giáo nói đến trung thứ Đạo giáo nói về trung tính Liên khởi tác dục Nếu không có ai thực hành Không được Trung là chân tâm Trung nghĩa là Khi chúng ta nhìn thấy phù hiệu này liền nghĩ đến phải giữ tâm chân chánh không lệch lạ, không tà ngụy đây là gì là lương tâm trong cuộc sống xử sự, sự đối nhân tiếp vật phải dùng lòng chân thành không lệch lạ không tà vậy thứ là tha thứ cho người khác. Bất luận người nào làm sai đều phải tha thứ. Trong kinh này chúng ta học được từ bi của Phật. Vì sao phải tha thứ cho họ? Vì từ nhỏ không ai dạy họ, ngày nay họ làm điều sai trái, quý vị có thể trách cứ họ chăng? cha mẹ họ không dạy họ thầy giáo không dạy họ đời trước nữa như ông bà không dạy họ trước đó một đời nữa là ông bà cố không dạy họ vậy lỗi lầm ngày nay họ phạm nên trách ai cho nên đức phật nói rất hay người trước vô tri không biết đạo đức sao lại nói như vậy những người đi trước đã bỏ quên việc giáo dục đối với nền giáo dục luân lý đạo đức họ không biết không phải không vậy mà họ không biết người trung quốc ít nhất đã lãng quên nền giáo dục về luân lý đạo đức của tổ tâm đã hai trăm năm nay bao nhiêu thế hệ rồi một trăm năm trước lơ là như cổ nhân nói nói được không làm được hai trăm năm trước không phải như vậy đều là nói được làm được nên xã hội tốt đẹp Cuối thời nhà Thanh Từ lúc Thái Hậu từ hy chấp chắn Là bắt đầu lơ là Bà không coi trọng Phật giáo Không coi trọng văn hóa truyền thống Mà lại tin vào quỷ thần Sau khi mãn thành mật nước Một trăm năm này không ai nói đến. Trong xã hội không hề nghe đến, bởi vì người Trung Quốc đối với nho tiếp đạo vô cùng xa lạ. Không có người nói, càng không có người thực hành. Không biết ngày xưa cha ông mình có một nền tảng văn hóa rất đáng tự hào như vậy. Năm 2006 và 2007, chúng tôi làm thí nghiệm ở thị trấn Thang Trị. Người dân ở đó vô cùng kinh ngạc. Sao tổ tiên chúng ta lại có những lời dạy tốt đẹp như vậy Vậy mà chúng ta không biết Chúng ta tin rằng không chỉ ở thị trấn Thang Trì này Mà hầu như khắp cả nước Đều không biết đến những điều vô cùng tốt đẹp Mà Tổ Tông đã lưu lại họ đã dứt bỏ dứt bỏ một cách triệt để ra bên ngoài không tìm thấy những điều gì tốt đẹp hơn tìm không ra phương pháp có thể giúp xã hội an định bây giờ phương tây cũng đang loạn người phương tây đến trung quốc để tìm đến ấn độ để tìm phật giáo đến trung quốc để tìm nho giáo và đạo giáo họ đâu biết rằng phật giáo ở trung quốc không phải ở ấn độ nền văn hóa này vẫn tồn tại nhưng không có trung tính không có thành kính tìm được cũng vô ích Ta không hiểu Không có ai dạy Đây mới là nguy cơ thật sự khiến người ta lo lắng Đây mới là điều phiền phức thật sự nhưng khi biết khổ muốn quay đầu đây là tín hiệu tố thật sự phải trở về thời kỳ lấy lễ trị thiên hạ như trong sách sử cận đại của trung quốc nói ít nhất cũng phải cần định ba thế hệ thời đại chúng ta chắc chắn không có kết quả ba thế hệ phải có truyền nhân thật sự là đại nho đại đạo đại phật phải có người thật sự chịu khổ chịu giữ quy củ làm gương dẫn đầu không chịu khổ được chắc chắn không làm được cho nên hai chữ tính huệ này rất khó câu này chính là như kinh văn ở trước nói nếu nghe kinh Kinh này tức là bộ kinh vô lượng thọ này Tinh thích thọ trì Khó trong các điều khó Không có gì khó hơn Đây là thật Vì sao Đức Phật nói như vậy? Bên dưới Hoàng niệm tổ chú giải rất hay tuệ có thể sanh tính giải nên nghe kinh tin hiểu vui thích hiện nay như thế nào hiện nay không có trí tuệ người bây giờ toàn tâm toàn lực truy tìm là tri thức không phải trí tuệ bởi vậy tri thức rất phong phú nhưng biểu hiện của họ rất nông nổi nếu họ có trí tuệ những biểu hiện của họ vô cùng hài hòa vững vàng ta có thể nhận ra được điều này trong đời này tôi thấy được một người là đại sư chương gia ngôn hành cử chỉ của ông giống như đang ở trong điểm động tác ngôn ngữ rất chậm rất đơn giản rất có sức mạnh Chúng ta gặp và nói chuyện với Đại sư không thể không khâm phục Oai nghi của Đại sư đã nhiếp phục được chúng ta Ngày nay chúng ta tìm đâu ra được người như vậy không có người như vậy không thể phục hưng giáo pháp không có trí tuệ sẽ giải thích sai kinh điển bản thân mình sai không sao ảnh hưởng đến xã hội đại chúng mới là điều rắc rối hoàn toàn giải thích sai Người ta quan niệm rằng biết trước là đúng. Đến khi gặp được những điều đúng đắn họ cũng bài xích. Tôi giải thích khác anh, anh đã sai lầm rồi. Chỉ trích chủ trích của người xưa giải là sai lầm nặng nề. Điều này liên quan rất lớn lớn ở đâu xã hội động loạn địa cầu thiên tai không dừng được không cứu được nếu thật sự cứu được mình cứu bản thân không phải cứu thiên tai trước mắt chúng ta cứu bản thân là không đọa vào ba đường ác đây là điều kiện thấp nhất người thông minh hơn cứu bản thân là gì tôi không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi đó mới thật sự là cứu chính mình cao nhất là tôi muốn thành Phật đạo. Đây là ba bậc thượng trung hạ. Bậc thượng muốn thành Phật, bậc trung muốn ra khỏi luân hồi lục đạo. Đây là bậc trung. Hàng hạ căn là tôi không đọa vào ba đường ác. Đây gọi là cứ bản thân. không phải chuyện nhỏ nhặt trước mặt nếu không có trí tuệ hoàn toàn không làm được tâm lượng phải có trí tuệ lượng nguyện vọng của bậc trung cần đến trí tuệ bậc trung Nguyện vọng nhỏ là muốn mình đời sau vẫn được thân người không đọa vào ba đường ác. Đây là trí tuệ ít, không có trí tuệ đều không làm được. Cho nên ở đây Đức Phật nói có tính tâm, có trí tuệ để nghe Pháp. Là khó trong các điều khó. Ngày nay có người nghe Pháp nhưng người có tính tuệ nghe Pháp Ít lại càng ít Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Tịnh tâm khó tin Ngày nay đã đạt được những điều khó được Nghe được những điều khó nghe Tin được những điều khó tin Nếu thêm vào trí tuệ nữa Quả thật là khó trong các điều khó Ta cần phải có trí tuệ Phật khuyên người tu hành nên tin sâu nguyện thiết, niệm Phật cầu sanh đừng nên bỏ lỡ. Nếu bỏ qua lần này thì quả đúng là sai lầm lớn. Chúng ta thật sự là quá sai lầm. Cơ hội lần này rất khó gặp được. Gặp được nhân duyên này không dễ chút nào. Nên biết nhân duyên này khó gặp được như vậy Mới biết trân trọng nó Tính tâm và trí tuệ quan trọng hơn bất kỳ điều gì Tuệ nhất định phải từ buông bỏ Tuệ đạt được từ trăm định không phải nhờ đa văn mà được Đa văn thuộc về tri thức trong định Sinh ra tuệ Đó là trí tuệ Là tự tanh vốn có Chúng ta xem tiếp hai bài kệ sau Nhược chư hữu tình đương tác Phật Hành siêu phổ hiền đăng bỉ ngàn Thì cô bác văn chư trí sĩ Ứng tính ngã giáo như thật ngôn Như thị diệu pháp hạnh thính văn Ứng thường niệm Phật như sanh hỷ Thỏ trì quảng độ sanh tử lưu Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu Thiện hữu nghĩa là chân thiện tri thức Hai bài kệ bên phải này là tổng kế toàn văn. Phẩm thứ hai của kinh này là Đức Tuân Phổ Hiền. Chư Bồ Tát dự hội đều cùng tuân thủ đức tu của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đây là mở đầu của kinh văn. Bây giờ chúng ta sắp kết thúc Đối với cuối kênh này Sau cùng của bản kênh này Đức Phật lại nói Nếu các hữu tình được làm Phật Phải hành siêu phổ hiền để đăng bỉ ngàn Ở trước nói Đức Tuân phổ hiền Bây giờ nói hành siêu phổ hiền hà gia, vì sao vậy? Câu này là nguyên văn của đường dịch. Dịch giả là đường Tam tạng pháp sư Bồ đề lưu chí. Giang dịch không trái với yếu chỉ của kinh tên vào bản phiên dịch của bồ đề lưu chí tam tạng pháp sư không trái với nguyên văn mà đầu bản kinh của đường dịch cũng nói với hội chúng cùng tuân thủ tu đạo của phổ hiền là một câu kinh văn như vậy hiện nay trong kinh này nói cùng tuân thủ tu đức của phổ hiền đại sĩ cho thấy đức tuân phổ hiền ở trước và hành siêu phổ hiền đang nói ở đây đầy đủ yếu chỉ của nguyên bản kinh văn tiếng phạn chứ không phải dịch dạ có sai sót đây là từ trên gian tự phiên dịch để nói bồ đề lưu trí không có dịch sai Đích thực là nguyên nghĩa của Đức Thế Tôn nói Ở trước bắt đầu học theo Phổ Hiền Bồ Tát Bây giờ thành tựu đã vượt qua ngày Phổ Hiền Phổ Hiền là Bồ Tát Đặng Giác Hơn ngày Phổ Hiền là Diệu Giác Nếu thật sự tuân thủ tu hành Nhất định sẽ vượt qua Đức của Đại sĩ Phổ Hiền Hoặc là Đạo của Phổ Hiền Đại sĩ Đều được cùng một nghĩa Chính là Thập Đại Nguyện Dương chúng ta thực hành Thập Đại nguyện Dương Chăng. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trong lòng chúng ta đối với tất cả chúng sanh có chân thành cung kính chăng? Trong tất cả chúng sanh bao gồm sương hà đại địa, cây cỏ hoa lá các bậc thánh hiền dạy chúng ta câu đầu tiên của khúc lễ trong lễ ký là vô bất kính chân thành lễ kính như vậy có tốt chăng nó là trân bảo hay là thư không có giá trị thời nay có người thấy giáo huấn của cổ nhân cho rằng lạc hậu không nên giữ lại Hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đã lỗi thời không cần nữa Bất hiếu cha mẹ mới tự Tôn sư trọng đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì Đừng trọng đạo cũng đừng tôn sư Đều không cần điện Phàm là những gì của cổ nhân để lại đều không có giá trị Đều không cần Bởi thì thiên tai trước mắt không thể tránh khỏi Những gì cổ nhân lưu lại cho chúng ta đều lành mạnh Giống như thực phẩm vậy Vô cùng an toàn Thực phẩm bây giờ là nội định thay đổi gen Khiến chúng ta ăn vào sanh ra rất nhiều bệnh Vậy mà chúng ta vẫn thích nó Dứt bỏ thực phẩm an toàn để dùng những loại thực phẩm độc hại này ăn đến chết mà không biết gì sao oan uổng quá. Giang quá truyền thống của cổ nhân khiến thân tâm ta mạnh khỏe, gia đình ta hạnh phúc, đem đến an định cho xã hội, hòa bình cho thế giới, thế mà ta không cần. Vậy thì hết cách. Có người tôi không có tri thức Cũng không có trí tuệ Những thứ của Thánh Hiền học không nhiều Chỉ học được một chút bên ngoài Nhưng tôi nhận ra được giá trị Biết được đó là những điều tốt đẹp Tôi rất muốn học Nhưng tuổi đã lớn bây giờ chỉ có thành tâm niệm phật cầu xoan tịnh độ ngoài điều này ra thì tôi có lòng mà không đủ sức đây là lời nói rất thật hy vọng ở thế gian này xuất hiện bậc cứu thế như thế nào mới có thể cứu thế gian chịu khổ được biết giữ quy củ đem giáo huấn của thánh hiền diễn thuyết cho người khác nghe Diễn là thực hành nó Nói rõ ràng minh bạch Giáo hóa người trong thiên hạ Như vậy thế giới này mới được cứu Từ kinh nghiệm ở than Trì chúng tôi phát hiện ra rằng Con người rất dễ dạy trước khi chúng tôi mở lớp trong lòng nghĩ ít nhất phải hai ba năm mới thấy được kết quả không ngờ chỉ ba bốn tháng hiệu quả lại rất nổi bật chúng tôi hoàn toàn bất ngờ đến tất cả các thầy cô đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc có người sao lại dễ dạy đến thiệt chỉ là không có ai dạy chứng minh lời cổ nhân nói nhân chi sư tánh bổn thiện cũng đã chứng minh lời đức phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật nên vừa vậy là họ tiếp thu ngay cho nên phải đức tuân phổ hiền chúng ta tu dưỡng đạo đức của mình thực hành mười lời nguyện của phổ hiền đây là tiêu chuẩn cao đức của phổ hiền với đức của đại thừa bồ tát có gì khác nhau thật ra hoàn toàn giống nhau chỉ là tâm lượng khác nhau Quý vị xem tâm của phổ hiền Hãy xem chữ phổ Phổ là phổ biến Không có giới hạn Tâm của Bồ Tát không rộng lớn như Bồ Tát phổ hiền Ngài phổ biến đến mức độ nào Biện pháp giới hư không giới đứng trên phương diện Phật Pháp Đại Thừa mà nói Thì không có ai không phải là Phật Trong kinh Hoa Nghiêm nói Tên giữ vô tình đồng duyên chủng trí Đây là tâm của Phổ Hiền Bồ Tát Tâm của Phổ Hiền Bồ Tát Rộng lớn như Pháp Tánh Rộng lớn như hư không pháp giới Bao hàm tất cả Dung nạp tất cả Bởi thì Ngài lễ kính chư Phật Chư Phật ở đây là tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh bao gồm hữu tình chúng sanh Trên đến chư Phật Như Lai Dưới đến chúng sanh trong địa ngục Hữu tình chúng sanh Cũng bao gồm vô tình chúng sanh Như cây cỏ hoa lá xuân hà đại địa Cho đến khắp hư không Không có gì không bao hàm Tâm lượng lớn đến như vậy Sự kính lễ của Bồ Tát Phổ Hiền Quả Là vô cùng vô tận khác với người phàm chúng ta tôi xem được một cd lần trước có người đồng tu ở phương bắc tặng cho tôi hai đĩa cd tôi đã xem nói về chuyện nhập hồn hai vị tướng quân thời kỳ trung nhật nhập hồn vào người khác một vị tướng quân của Trung Quốc và một vị tướng quân của Nhật Bản. Họ cầu siêu độ. Nói với người siêu độ. Quý vị hồi hướng phải đọc tên họ, phải quán tưởng, phải nghĩ đến họ mới được, chỉ đọc mà không nghĩ đến thì chẳng ích gì. Họ không siêu thoát được. Nhất định phải nghĩ đến họ mới được. tin tức này rất hay hiện nay đa số đều đọc theo gian tự chứ không quán tưởng đọc như vậy chỉ uổng công đọc đến nhất định phải nghĩ đến niệm đến bổn sư thích ca mâu ni phật trong tâm phải nghĩ đến ngài như vậy mới có cảm ứng chỉ niệm mà không nghĩ đến không khởi cảm ứng. Niệm Bồ Tát Quán Âm phải nghĩ đến Bồ Tát Quán Âm. Niệm gì thì phải nghĩ đến điều đó mới có hiệu quả. Bởi vậy sự kính lễ của phổ hiền đúng là rộng lớn vô lượng vô biên. Nghĩ đến tất cả hữu tình vô tình khắp biện pháp giới hư không giới Công đức này thù thắng biết bao Lễ kính chư Phật không dễ Biện pháp giới hư không giới không sót một pháp nào Sương tán như lai cũng như vậy đều là cảnh giới rộng lớn như thế. Nếu chúng ta y theo đó tu hành từ mở đầu đến sau cùng ta sẽ thành công. Khi mở đầu chúng ta là một đại tâm phàm phu, sau khi học xong bộ kinh này, quý vị đã thành diệu giác Như Lai. Dựa qua Ngài Phổ Hiền Trong kinh Đức Phật dạy rằng Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền Không thể duyên thành Phật Đạo Phổ Hiền là đẳng giác vừa qua là diệu giác Tức là duyên mãn Thập nguyện này có thể ghi nhớ chăng? Có thể thường để trong lòng chăng? Phải ghi nhớ, phải thường để trong lòng Phải tin tấn nỗ lực thực hành Thực hành bất cứ lúc nào Thứ nhất là lệ kính Thứ hai là xưng tán con người khởi tâm động niệm có thiện có bất thiện thiện thì khen ngợi họ động viên họ bất thiện thì không nói tha thứ cho họ đừng để trong lòng khiến họ dần dần cảm thấy hổ thẹn tự nhiên sẽ đoàn ác tu thiện cái tà quy chanh như vậy là đúng nhất định phải dùng đức hạnh của mình để cảm hóa họ thứ ba là cúng dường toàn tâm toàn lực tùy theo sức mình Tôi có bao nhiêu năng lực Đều phổ biến cúng dường Sự thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền Chính là không có phân biệt chập trước Cúng dường bình đẳng Phổ biến cúng dường Trong mắt Ngài tất cả chúng sanh đều là Phật Cúng dường bất cứ người nào đều là cúng Phật Cúng dường con trùng con kiến cũng là cúng Phật Chân thành cung kính này Ngài vĩnh viễn không thay đổi Sám trừ nghiệp chương Tập khí phiền não trong quá khứ và hiện tại quá nặng có ý hoặc vô ý đã tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Ngày ngày sám hối Niệm niệm sám hối Bốn nguyện ở trước của mười nguyện là tu thật Ở sau mới là tùy hỷ công đức Tùy hỷ công đức vô cùng quan trọng Vì sao vậy? Vì hàng phục phiền não của chính mình Như ngạo mạn Tật đố Chẳng những không đố kỵ với việc tốt của người khác Mà còn sanh tâm quan hỷ khen ngợi họ nếu mình có năng lực thì phải giúp họ thành tựu cho họ đây là tùy hỷ người đó tu được bao nhiêu công đức công đức tùy hỷ của quý vị cũng lớn như họ vậy quý vị sẽ đạt được vì sao phải đố kỵ vì sao phải chướng ngại Tùy hỷ Không phi tâm lực Mà lại đạt được công đức Nếu chứa ngại đố kỵ Nghiệp báo này tạo rất nặng Việc tốt của họ Phạm vi ảnh hưởng bao nhiêu Thời gian ảnh hưởng bao lâu đó chính là họ gặp ác báo trong tương lai gặp phải ác báo lớn chừng nào thời gian quý vị chịu khổ chịu nạn bao lâu bằng với mức độ phạm vi ta tạo nghiệp bởi vậy không được làm các ác nghiệp khác không đề cập đến đặc biệt đề cập đến điều này ở đây dụng ý rất sâu Điều này mọi người dễ tạo Bên giữ nói thỉnh chuyển Pháp luôn thỉnh Phật trụ thí Thỉnh chuyển Pháp luôn là thỉnh giảng kinh Thỉnh mời ai? Lúc chúng ta còn trẻ Học phẩm hạnh nguyện Liền nghĩ đến mời ai Thỉnh người khó Chi bằng thỉnh bản thân Mời mình học giảng kinh Đáng tin hơn Mời người khác không đáng tin cầu người chi bằng cầu bản thân, ép bản thân phải phát tâm, thấy chúng sanh khổ, thấy địa ngục khổ, giảng kinh dạy học là việc tốt lớn, vì sao không làm? phải phát tâm học đức thị tường. Suốt đời chỉ làm nghề này. Mà còn là một nghề tình nguyện, không thu học phí. Không so đo tính toán. Trong số học sinh có cúng dường, có thể tiếp nhận. Chỉ cần duy trì được cuộc sống là được. Ngoài ra còn phải học Đại sư Ấn Quang Hoàn toàn dùng nó để hoàn pháp lợi sanh Đại sư Ấn Quang đem tất cả những gì của tứ chúng cúng dường Thành lập một xưởng in ấn Hoàng hóa xã Là ngày thành lập nên Những sách hay khuyên làm thiền kinh điển ngày đều in chất lượng in rất tốt trong thời cận đại được gọi là bản đẹp in đẹp giấy đẹp chữ cũng rất lớn đóng bìa đều đẹp rất ít chữ sai mời những chuyên gia học giả đến hiệu đính nền bản của hoàng hóa xã là bản đẹp có thể dùng làm bản gốc để in ẩn hy vọng càng nhiều người đọc được kinh phật có thể phát tâm học phật thỉnh chuyển pháp luân tiếp theo là thỉnh phật trụ thế ở đây tất cả có bảy điều bảy điều này gọi là nguyện ba điều sau là hồi hướng trong thập nguyện chỉ có bảy điều là nguyện thỉnh phật trụ thế nghĩa là gì ở một nơi để hoàn pháp không nên đi khắp nơi vấn đề này thầy lị từng nói với tôi hai lần khuyên tôi ở một nơi tôi nói tôi rất muốn ở một nơi nhưng không có nhân duyên duyên rất mỏng manh mọi người mời quý vị đi giảng kinh giảng xong một bộ thì phải ra đi không có ai xây dựng một đạo tràng để cúng dường quý vị không có bản thân chúng tôi muốn thành lập đạo tràng cũng không được Đến sau cùng Nhân duyên sanh khởi biến quá Ép quý vị không thể không đi Bởi thế suốt đời lưu lạc Có được một chút an ủi Là thấy Đức Thế Tôn cũng suốt đời lưu lạc Ngài không ở nơi nào cố định từ xưa các bậc tổ sư Đại Đức có phước báo Có thể ở trên núi mười mấy hai mươi năm Thậm chí suốt đời không xuống núi Là Đại Phước Báo Chúng ta không có nhân duyên này Phước Báo lớn phải có người đủ tài lực hộ trì Ngày xưa hộ trì Phật Pháp là các hoàng đế hiện nay không còn không có ai hỗ trì mặc dù có đại phú trưởng giả nhưng không biết về phật pháp chỉ lâu lâu mời quý vị giảng một bộ kinh tu một chút phước họ đã cảm thấy rất vừa lòng rồi mà không biết phước báo lớn này họ không biết nên họ chỉ mời thầy giảng kinh mà không biết mời thầy thường trú điều này họ không làm được ở sau là hồi hướng thường tùy phật học là hồi hướng bồ đề hằng thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh, phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế, nghĩa là trở về tự tánh. Nếu thực sự thực hiện được mười nguyện này, quả là quá tuyệt vời. Thập nguyện phổ hiền, người nào là đương cơ? 41 vị Pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm Họ là đương cơ Nên hành siêu phổ hiền là nói những người này không phải nói chúng ta Chúng ta không có cách nào không thể làm được bốn mươi mốt địa vị từ viên giáo sư trụ bắt đầu học bộ kinh này Học xong bộ kinh này Họ đến được đẳng giác bốn mươi mốt địa vị này đều dựa qua đẳng giác Họ đạt được quả vị diệu giác Quý vị xem công đức này lớn biết bao Mở đầu kinh này là học Đức tuân phổ hiền Đến sau cùng hành siêu phổ hiền Chứng được diệu giác như lai Cầu Đức Tuân Phổ Hiền Đức Tuân Phổ Hiền ở trước Và hành siêu Phổ Hiền ở sau Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó Hiển thị bộ kinh này không thể nghĩ bàn Không những là đệ nhất kinh Trong tất cả kinh điển mà Đức Như Lai thuyết trong 49 năm cũng là kinh điển bậc nhất về sở tu sở thuyết sở truyền của tất cả chư phật như lai trong mười phương ba đời ý nghĩa chính là như vậy phẩm thứ nhất trong bốn mươi tám phẩm kinh là phần tựa phẩm thứ hai vẫn là phần tựa phẩm thứ ba vẫn là phần tựa phần tựa của kinh này có ba phẩm phẩm thứ ba là biệt tự phẩm thứ nhất và thứ hai là thông tự Đến phẩm thứ 47 là thành Phật Hành siêu phổ hiền là thành Phật Điều này quá tuyệt vời Bộ kinh này chúng ta đã học được một năm Đến nay đã sắp học xong Có hành siêu phổ hiền chăng? Không có Vì sao vậy? Chúng ta không có tu theo đức của phổ hiền Nếu chúng ta thật sự tu theo đức của Phổ Hiền Chắc chắn có thể tu hành vừa qua ngày Phổ Hiền Đây là lần thứ nhất Lần thứ nhất ăn món rau này Ăn dội ăn vàng Không biết được mùi vị của nó Hy vọng lần thứ hai Phải tỉ mỉ hơn Để thưởng thức mùi vị Nhai nước kỹ càng để thưởng thức được mùi vị của nó Gọi là pháp vị Đây là thật không phải giả Chúng ta xem tiếp chú giải của Hoàng Niệm Tổ đây là nói về phiên dịch trước ở đây không những không có sai lầm phiên dịch chính xác nhất định không có sai mà thực tế là đức thế tôn từ bi đến tột đỉnh rút ruột rút gan tương kiến cùng hội chúng đây là hình dung đức thế tôn nói bộ kinh này ai biết người chưa trải qua không biết được phổ hiền là đại hạnh bồ tát Bốn vị đại Bồ Tát này ở Trung Quốc là bốn trụ lớn của đại thừa. Thứ nhất là Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng tượng trưng điều gì? Địa là đại địa, Tạng là bảo tạng. Đại địa có thể sinh ra ngũ cốc lương thực trong đất chứa đựng vô lượng trân bảo bảy bảo đều lấy ra từ đất nên đại địa chứa đựng bảo tàng đức phật dùng điều này để tượng trưng tâm địa trong tâm địa chứa đựng bảo tàng vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo Ba loại vô lượng này Biến hiện khắp biến pháp giới hư không giới Vô lượng vô biên Vô tận y chánh trang nghiêm cõi nước chư Phật Dùng tâm địa để hiển thị gọi là địa tạng Dùng gì để khai phát bảo tạng Bồ Tát Địa Tạng có bốn chữ Hiếu Thân Tôn Sư Cho nên Kinh Địa Tạng là Hiếu Kinh của Phật Giáo Chỉ có Hiếu và Kính Hiếu với cha mẹ, Kính với Thầy Tổ Có thể khai phát bảo tạng của tự tăng như Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Gián phần thành kính được dán phần lợi ích Nếu không có tâm thành kính Ta không thể nào lấy được bảo tàng Không có trí tuệ ta cũng không thể nhận thức được nó Không có phương pháp ta không thể khai thác Ta không đạt được lợi ích nên cần có trí tuệ Phương pháp khai thác là hiếu kinh Địa tạng tượng trưng hiếu kinh Từ hiếu kinh Tiếp tục nâng cao lên Là Bồ Tát quán thấy âm Từ bi vô tận Cứu khổ cứu nạn Dùng cái gì để cứu khổ cứu nạn? Dùng cách khai thác Từ trong tự tánh khai thác ra bảo tàng Bảo tàng này Chính là tất cả các kinh điển Mà Đức Thế Tôn thuyết trong suốt 49 năm những gì tất cả chư phật như lai biểu diễn và những gì họ nói là bảo tàng dùng những điều này để cứu khổ cứu nạn nếu chỉ có từ bi mà không có trí tuệ Các bậc tổ sư Đại Đức có nói Từ bi nhiều tai họa Phương tiện sinh hạ lưu Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi phương tiện Nếu không có trí tuệ liền xảy ra tác dụng phụ Bởi thì Vị thứ ba là Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi Tượng trưng cho trí tuệ Khiến hiếu kính từ bi đều đi trên đường chánh đạo không để sanh ra tác dụng phụ trí tuệ của văn thù đại hạnh của bồ tát phổ hiền bồ tát phổ hiền đem bà thư ở trên hiểu kinh của bồ tát địa tạng từ bi của bồ tát quán âm trí tuệ của bồ tát văn thù thực hành trong cuộc sống thực hành trong công việc thực hành trong việc xử sự đối nhân tiếp vật hàng ngày đây gọi là phổ Hiền bồ tát phổ hiền thực hành thực hành ba thứ ở trước nếu không thực hành ba thứ này không phải toàn bộ là con số không ư thực hành cả ba thứ như vậy mới thực sự có lợi ích đây là bốn vị đại bồ tát của đại thừa bốn vị đại bồ tát là nhất thể không thể tách rời người bây giờ không biết cho rằng chuyên lễ lạy quán thế âm thì không lạy các bồ tát khác bởi vậy họ mê họ không có trí tuệ mê muội bốn vị đại bồ tát tượng trưng tu đức phật tượng trưng tạnh đức Tánh tu không hay, tánh tu nhất như. Đạo lý này phải nói rõ ràng. Sau đó tu học đại thừa mới là viên tu, viên giải, viên chứng. Quý vị đạt được là viên mạng. Bởi thì Phổ Hiền là Đại Hạnh Bồ Tát Tượng trưng trí tuệ sai biệt Trí tuệ sai biệt nghĩa là trí tuệ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày Mọi thứ đều biết Gọi là trưởng tử hoa nghiêm Trong chúng Bồ Tát ở hội Hoa Nghiêm Vị trí của Ngài đứng đầu Bồ Tát Giang Thù thứ hai Ba vị ở phía sau chúng tôi là Hoa Nghiêm Tam Thánh ở giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na Quý vị xem Bên phải Là Bồ Tát Phổ Hiền Bên trái Là Bồ Tát Giang Thù Từ xưa đến nay bên phải là vị thứ nhất quý vị xem viết đối liền cách treo đối liền ở sau chúng ta nhất định là bên này là chủ là nơi chính bên này là tân là khách phổ hiền là ở chủ vị vị thứ nhất tượng trưng cho hạnh Hoa nghiêm là gì Hoa nghiêm là lấy hạnh làm đệ nhất Giải là thứ hai Giang thừa tượng trưng giải Tịnh độ tông Cũng là chú trọng về hạnh Nên Bồ Tát Quán Thế Âm Ở bên này Bồ Tát Đại Thế Chi ở bên này Quay trọng hạnh Quý vị xem vị trí đặt các vị Bồ Tát Quý vị sẽ biết trọng điểm của họ ở đâu Pháp môn này Hoa nghiêm hành là đệ nhất Giải là đệ nhị Chúng ta xem Đức Thế Tôn, thờ Đức Thế Tôn, thờ Ca Diếp, thờ A Nan. Cũng là Ca Diếp. Tượng trưng hành môn, A Nan tượng trưng giải môn. Đều là nặng về hành. Trong giáo lý Đại Thừa Hành đứng ở hàng đầu Lấy thập đại nguyện dương quy về cực lạ Nên nguyện mà xưng dương Là hạnh nguyện đệ nhất Trong các hạnh nguyện của Bồ Tát Nên gọi là dương tác dụng của nó là quy về thế giới cực lạc thế giới cực lạc là nơi về của hoa nghiêm ý nghĩa này quá thâm sâu nguyện của phổ hiền rộng lớn không có biên tế cùng kiếp vô tận quy về cực lạc lợi ích độ tỷ tất cả lợi là lợi ích tế là cứu tế cứu tế chúng sanh khổ nạn lợi là lợi ích vô thượng Lợi ích này không cùng tận Nên gọi là vua của đại nguyện Hèn gì trong kinh điển Đức Thế Tôn nói với chúng ta Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền Không thể thành tựu Phật Đạo Cho nên trong kinh này Thánh chúng đến dự hội Đều tu theo đức của phổ hiền Kinh này là kinh điển Đại Thừa Không những là Đại Thừa Mà cổ nhân đã đem kinh này cho rằng Là nơi trở về của Hoa Nghiêm và Pháp Hoa Mà Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là dẫn dắt của bộ kinh này chúng ta xem bài tựa của mai quang hy trong đó viết rất rõ ràng Dụng ý này vô cùng thâm sâu Đích thực là Đệ nhất kinh trong tất cả các kinh Cư sĩ Bành Tế Thanh Gọi bản kinh này là Trung Bổn Hoa Nghiêm Gọi kinh A-di-đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm Rất có Ba bộ kinh này Số lượng văn tự Khác nhau Kinh Hoa Nghiêm phân lượng lớn Kinh Di Đà phân lượng ít Nhưng nội dung không có gì khác biệt bởi thì cư sĩ bành tế thanh xem nó thành một bộ nói tường tận là hoa nghiêm lược thuyết là kinh di đà nên dùng kinh di đà làm khóa tụng là lý tưởng nhất Bộ kinh này ở giữa hai bộ đó Nên gọi là Trung Bổn Là Tinh Hoa Của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Là nội tương tận về kinh A-di-đà Là một bản kinh vô cùng lý tưởng Đối với người học tập hiện nay Càng khó được là Chú giải này của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ quá hay Giúp ích rất lớn cho hàng sơ học của chúng ta Học bộ kinh này Nên tu theo đức của phổ hiền mới có thể thật sự đạt được lợi ích chân thật như trong bộ kinh này nói một trong ba loại chân thật rốt ráo chân thật trí tuệ chân thật lợi ích chân thật ta đều có thể đạt được Thêm chốt là ở hạnh phổ hiện nhưng trong kinh này Thế Tôn Thùy Từ dùng phương pháp tiện nhất Trong các phương pháp tiện Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật